lạnh lạnh tức mơ tôi rơi thỉnh tam tòa tiến thanh anh hồ đồng bồng mơ giang mê đàn duyên thiên tiên cũng thỉnh mời đến nhất thiên tiên này tầm phong chi thanh sẽ loạn lâu lô nhang xa nhiệt pháp cây mong ngân chư Phật ngài hồi thật xa văn tùy sư kết tường vân thành ý phương ngân chư Phật hiện toàn thân nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát sloan thanh gia thánh tiên ni cùng thỉnh mời để nhị thanh tiên ni vốn xưa giác như trong đền sông sớm chuyên đàn đại ngạc đô nhiệt linh hương gia dù tử mẫu nương đồ hương hoa lê thanh đường trí tâm tìm tướng nhất chúa biến thập phương nam mô cúng giang bồ tát ma tiên ni cùng thỉnh mời để tam thanh tiên ni xích lần lòng dùng A Di Đà Phật Phật Thích Cứu Khổ Chân Kinh Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Bích Thiên Văn Lục Phẩm Hà Sa Số Phật Phật Cao A Nan Ngôn Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Sloan thanh gia có lệnh ngờ chuyển ra được thánh ông nghi có lệnh chuyển ra các quan phải đội ngũ cùng là chuyển ra trời thi mở mang Nam Hải tất công bị nam dòng dõi thanh gia hoa hải đường thần là tiên ni cùng thỉnh mời vương cô đệ nhất đà bất bạc nguyên thanh gia đệ nhị đại hoàng tấu vương cô tên gọi đại hoàng minh chính trực chẳng đang việc rồi thành bây giờ ý đức ông phò mai kết duyên ở lại vẽ chữ tào khang thank you.
thần dù cô về chính đàn diệt diệt a ta ta cũng giáng kim phụ hoàng thần cận thính chưa tiên trần vương bảo hộ cho gia chung họ Nguyễn con được lộc tài vượng tiến nhân khang vật thịnh ta uống các tiểu hiếu thảo chăm ngoan học giỏi trong chúng gia chung được thiên thuận lấy hòa nhận phải bình an với nâng có xuyến được chân lo được thắng vui đánh được gia chung lại cô lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự ban khen ban thưởng cho quan thầy pháp sư cho các đồng quan lính thánh đồng anh lính chị tay quỳnh tay quế cũng chỉ hầu dân cung đàn hát cô ban khen cho bách gia chăm họ lộc nhà nào nhà đấy xăm cũng lại cô nhà lời vàng cũng sang cũng nào ăn làm thành ra hai hồi cung
sắm dậy để đông mầm, sắm dậy để đông cô bé cử xuất chào buổi sáng ra hồi cung. Tam vị chúa tiên vinh văn ni, tam vị chúa tiên ni lấy mãi chúa tiên thỉnh mời, lấy mãi chúa tiên núi rừng chúa ngự chân miền tiên quang. Tiên tiên ngàn hộ tông 72
sơn lùng các làng tiếng tình tiếng ma tiếng mưa đi ngọn cao oan khúc dòng chưa bốn bề điểm điểm trùng trùng nhất nhất nhỏ về đồng làng lễ dân nhà lễ Phật chùa ban người hướng độ gì tay dân nhang gồm chùa Phật thầm tấn sáng chư Phật cả đồ thì chứng minh tương quan cùng hình mời để nhất
tôn quan lại làm trương giám hồng hoàng tự đồng. Trình về năm cung, quan cũng nhiều các cung các sở bảo hộ cho gia trung của chúng con tạo đột tiến nhân khang vật thịnh các uốn các tiểu dưỡng hạng trong ngoan học giỏi trong chúng gia trung thiên thuận thế hòa và bình an cho nên có siêu hữu trong đó hãy cứ được những việc đại cung ngoan ngoan quan lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản chủ ban khen ban thưởng cho quan thành pháp sư cho các đồng quan lính thánh đồng anh những chị tay quỳnh tay quế tứ trung hậu dân cung đàn chúng khác quan ban khen cho bách gia trong họ lực với lại quan
kiểm tra chúng ta chỉ là cho con anh ta về giá đỉnh và chúng ta thích luôn từ về là sớm được hơn chặn chúng ta tâm sự họ Nguyễn tâm cứ biết của chồng của ta ta lại tội cho từ nay chúng ta thường chi hướng mọi đường quân hóa ngoan chúng ta có một sự cao tay bói bảo tay đồng cao tay ấn chắc tự quyết là có một chút nhà nào vi phạm vào đấy ta lại tội cho thiết thực hiện đâm con nhang bắt ngàn điện tử mà quốc cảnh đâm tàu là dài bằng miếng họ để phục sự ta nhé chúng ta lại tội cho để tâm xếp nhất cho thân tự mẫu nhỉ để nhất tâm của hai cái họ nguyên này thực sự thành những mãn trưởng sự bóng nhỉ ta lại trung tâm cho đồng đền thử ngang con thầy pháp sư đồng văn cũng được anh ý chị cho công đàn tiếng hát cùng tuế đôi bên bách gia trong họ thế mà bách gia trong họ nhất thủ con thiếu thứ gì ha thank you.
song nhan khai quang thập cờ diệu quang minh chứng đàn thiên ngã tích tăng cùng giang kim hoàng thân thần thánh chúa tiên trung vương. Phật tuyên kinh cung nghinh đỉnh thần tam tứ phủ tướng tống sơn trang bái đảo thiên quan nhân cao hồng bộ ba khí mặt vô hồi họ Nguyễn con chúc thánh ngự đồng và kế con hồi và ngôi con ngự tiền quan quốc quan con về con giáng đền giáng phủ con chấp cửa lối ra chiếu trên con thượng tấu đế đình dưới con hạ trình tam cung những người tam cung các sở để bảo hộ cho gia trung họ Nguyễn con được lộc tài vượt kiến nhân khang vượt kính các úng các kiệt chứa thả văn ngoan học giỏi trong chốn gia trung được trên thuận dưới hòa mận thuận bình an có nhân có xuyến ở trên lo vận thánh dưới đáy được gia trung ngày qua ban độ và luyện cho những ghế quan được tâm vui miệng hạ tá khẩu thông truyền được đồng khuôn bóng ngoan được đoan trang với lịch sử cao với con và người đồng trên cứu được mình thấy cuối cùng được sinh mệnh quan lại ban khen ban thưởng cho quan thầy pháp sư được làm đồng quan nhân thánh đồng anh cũng chỉ thấy được đấy cứ thành công thành công thành công làm chúng khác còn ban khen cho bách gia cho họ lộc ngày nào có thể sám hối tầm ban thân thành được đạt được sản phẩm thành công. Số sinh số tử trên đời một tay
biển chép chẳng sai số nào. Ba quan văn võ nồi chào khi ra bệ ngọc lúc vào tòa trương. Chẳng nhường một ai thiên tạo để ý thứ hai thông minh tam giới mọi nơi xa gần người có phen xa tiếp hầu lưu quý bạn tiên đâu chi một hai xa. Thank you.
dâng tiên văn đàn. Bảo hộ cho gia chúng họ những con được lộc tài vượng tiến nhân khang vật thực và uống đất của những hàng trăm năm trong chốn đời trong một thiên thần tiến hóa. Quan lãnh độ và nhận cho họ những kế quan được công vui một hạ tác tộc di chuyển quan độ cho được sở nguyện nghi sở cầu quan tăng khen và sửa cho thủ nhang đồng đề là từ quan tăng khen văn thực và quan thầy pháp sư cho các đồng quan lính thánh đồng anh lính trị tay cùng con mang kèn cho bác cha trong họ lộc nhà nào chúng ta dám thực tra ngã bàn con anh ta về dám điểm chứng tâm chứng lễ cho họ từ nay từ đồng quân quan thì đang trai có lịch sử chứng tâm cho quan thổ sư và chúng ta quỳnh quế đôi bên bác cha trong họ thì xin thế họ bác cha trong họ nhất tâm cửa ta chẳng thấy thứ gì ha. Giáp bạc bao phen nhuộm đỏ hồng người sông pha trăm trần cũng như không ra tay kêu nước trừ làm bạn với sông nghèo
truyền cho quân sĩ đua trèo về chơi bạch bạc quý theo sông đồng đầu. Sông La Nam từ bờ sông Đuống, sông Thái Bình chảy xuống Kinh Môn, sau sông Trấn Cà Tàng Khôn theo dòng sông Cái đổ dần về xưa. Lần cả muôn nơi lòng chú xuống bể lên trời, lên rừng xuống suối ra hơi về buồn. Đạp sóng từ nước tuôn đôi ngà, lại về đền sông cả sông Thao. Ngồi đâu ngồi ít ngồi nào, tầm giang tứ hà khuê sao một sông Khuê Sơn, sông Khuê Sơn về miền xứ lạ. Sông Kỳ Cùng lai lan dòng xanh, dạo chơi các đồng Tam Thanh, Bắc Khê Ba Thiên về thành Chi Lăng. Thuyền nước nhanh buồn tăng gió lông, dạo khắp nơi thành đầu thiên thai. Có phen ngự cảnh thạch thành đài, cờ tiên một văn quan đài đi đi. Có khi sang đồng đình điện tiên, lại trở về chơi bên sông Tranh. Sườn ca yên ấm ban hành, kiếm cung thơ phú so Tranh mỏi tay. Tiệc tan rồi ngài sai các tướng quay thuyền về nhắm nhắm hướng lại lạnh gian. Tiệc ban loan mời quan đệ tử đưa con trời tâm thiệt hiện tình.
khai quang thập cờ diệu quang minh chứng đàn thiên ngã tích tăng cùng giàn kim phụng hoàng thân cận cánh chúa tiên trung vương. Thank you.
phục dưới tam bờ đồ cửu khúc trở lên lần dần phước mơ đôi bên ông nghĩ để ngỡ ngựa trên y sập sập rồng rồng Thiên phúc diện đông quân nhan bắc hàn tử này quốc đẳng mong cầu sự thiên ý tổ phần tâm này
ta lại chứng tâm cho đồng đền chủ ngang quan thể các phù để quan sáng trưởng anh nhớ chết tay cùng tay với ứng chủ đôi bên cùng đàn tiếng hát trước bách gia trong họ thế mà bách gia trong họ cứ không thể đại trả thù thứ gì ha. Quan chủ ta.
xa bách bách quan đều phục, ai có lòng thường được phúc hà xa. Dù ai bệnh hàn không qua, tổ quan để cứu bệnh bệnh đã ta không không thấy. Nên thiên đình ngài còn đang tra sổ, hay quan còn đổ số cho ai? Kim chi văn văn võ hùng tài, quan tuân lịch sử đàn trai anh hùng. Tên này giữ việc thủy công, đội đội lệnh lệnh kiểu nhìn chồng cứu trở dương ra. Ai người tổ nhân đắc nhân, cầu phúc đắc đắc phúc bản thân thân được được. Đời hội chiều thật bát cảnh cảnh địa linh linh bạch bạch hà phóng phong châu. Quan tuần tranh anh dũng lượt anh hùng, cứu dân hộ quốc phòng công hàng đầu. Một nguyện giáng phúc trừ tai, đồng gia tín chủ ai ai cũng thịnh cường. Hai nguyện buôn bán trăm đường, tiến tài lưu loát bạc vàng để đa. Nguyện thứ ba cho canh hầu đặc lễ, đệ tử con được phú quý sang giàu. Bốn nguyện mạnh mạnh khỏe sống lâu, độ cho năm nguyện được phúc lâu giàu về. Sáu nguyện chắc chắc dáng bản đền, ra chân đệ tử đời đời vinh hoa. Bảy nguyện phúc đẳng đẳng hà xa, bao nhiêu hàn ách ách công công giả hải ngoài. Nguyện cho gái trai gái gái, đồ cho đồng tín chủ hân hoan. Chi nguyện giang phúc nữ ân, quan tuần giang phúc được phúc lâu dầu về. Chi nguyện chắc giang bạc đền, ra chân đệ tử đời đời. Chờ thôi ông trở ra đi, cưới tướng hổ chồng. Thính ra vui vẻ đến dần sớm hôm mai, trở về đến nhất vui vẻ trong tên đến dần ngầm ngày chơi phủ trình ra. Chim bay về hàng cảnh
sơn tinh cầm thú mang về châu quyền châu bà hai tam cõi ngàn châu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trở về khắp nơi. Chim quanh cứu lô rộn ràng cất tiếng ca vang. Thank you.
dương già xanh đôi cánh phượng nét đi cong cong uốn lượn đường tơ xinh xinh để yêu thân thân Thank you.
hương long sơn chiều đồng đúc tôi yêu phương đồng đồng mộc bàn mua chuồng để đã điều chiều ý ai thách ra tước phủ tuy tòng không sai chờ bà đệ tử tuy tòng thách ra ơi suối lân châu thổ ngắm cảnh rừng thác đổ thanh ra cho lục cung nương sắc phong châu lục cung nương thôn dòng trần sinh nhớ trên thượng ngang hương lục giang là nơi cát địa bắc lê ngàn tu khi là nơi chúa tiền phấn lệnh là tân Ừ.
sơn tinh thổ mường. Khắp bốn phương lâu đâu cũng đều biết sâu lục càng lấp lấp liệt châm oanh oanh kim chi ngọc diệp diệp vẽ tốt cách nghi thanh tân tiểu giá nữ đồng dương nhiều nhờ khăn làm áo lục lục to me.
xa xa đi lên ngàn hai hoa để đón xa hai hoa để đón xa hai hoa mà bông hoa ngát hương còn ở trên non trời dành cho ai cho họ mến con hay là chờ cho vốn vô quỳnh vô quê cho năm cung văn con đàn ca suốt cả ngày hôm nay bên trên ngàn hai hoa để đón xa hai hoa mang về đây để đón xa hai hoa mang về đây. Vài nàng trai chín thơm xung ra xung sinh quầy gầy đầu non xung ra xung sinh quầy gầy đầu non xinh quá lại chờ khăn nam áo lục lùng châu trong lòng lúc nhớ lên ngàn nét đoan trang nào ai dám đỏ tính đành hành đã có tiếng vang thùng dùng cờ khách quá đàng thank you.
người con gái ở miền phước lâu trên bạch hạc tự nhiên kéo về nặng lòng xóm khu nhà lên đầu nước cùng chưa thương cất bước đứng lên Phật lân cờ vùng kiếm mở những phủ gian đúng cơn gió núi nướng ngàn ầm ầm minh mát kéo về đất tiên thiên hạ vào chùa biết phật phần gì
vui đâu chịu nhục nhục cha thù nhà con bao phục tù cha con ra đi bốn bề là nhà ý ơi từ bát y danh hàng đồ bình thư đọc suốt đêm thơ ngày ngày luyện tập sáng sầu ba quân nguyên thiên sáng tỏ trung thần ý à thank you.
hồn thông réo rắt đến vòng vòng suối réo đường cuốn khúc quanh đèo dốc núi tối hiểm nghèo đất đắng sỏi đá ong trên một bờ sơn thoảng thong dốc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rằm 14. Thank you.
hải phủ dương gian các cung đình chốn đau tiêm la sưởi ấm hồn.
tay nâng bầu rượu. Ông bơ ngồi thừa mà con thuyền bút tiên yên 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 ngọc ngọc hoàng đề vần vần thơ lai lang. Chẳng nhớ thương ai mà khi tỏ khi mơ. Hay chẳng còn nhớ thương ai mà vương vấn vẫn chi đây. Diệu tiên tay nâng chưa cạn, lỡ chia tay ghế họ nguyện sao đành. Dập sạch mái trèo đến hôm nay ông hoàng bơ bỗng tới lung linh linh đè đè lên soi bóng bóng tam quan. Tiếng mõ sân hạ thu đông
tâm sang ông ban tài. Có thanh chứng minh như có thần tây đồ tiên cứu Phật rất tay đưa. Đỉnh đèo dốc ngược thang mây qua chùa Quan Sư, ông bước lên tuyên quang về đền đây ngự đồng. Thuyền ông mơ đi chờ ánh trăng vàng, lúc về trăng lăn chỉ còn bầu rượu với tôi thân. Ngồi bên khe suối, suối gầy đàn bồi hồi nhớ tới bạn chi lan. Tâm thơ đổ phủ hồn theo gió, gửi khách tương như khúc phượng hoàng. Thế sự của từ bày nài xó, chén cung chưa tan bởi hơi men. Hỡi ai từ sớm trà chưa tình, nặng gánh gươm đàn ngỡ ngất non. Nặng gánh gươm đàn ngỡ ngất non, trăm năm bia đá dấu chưa mòn. Non sông, sông còn ghi nhớ người anh kiệt cả ngày long lanh lớp sông vàng. Mây tuôn khói tỏa coi pha màn, đường về thăm thăm mơ màng bâng khuâng. Hỏi trăng thì trăng những thờ, lòng lanh sang khi ấy mấy thuyền rồng ai, lòng lanh sang khi thuyền rồng cô tiên nữ rước ông bờ về dưới thì cung ra nên đất bảo bàn ai lên đất nơ. Mùi phong nguyệt đó là
quanh đồi chim hót trước sân đền. Chúc mọc y thấp cao chẳng thành, chẳng thành ngoan cảnh vườn đào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Gia Trung Họ Nguyễn con chí biết lòng thành tu biết lễ Phật nhà khoa Kim Ngân ở Hoàng Sơn Sớm ở Vương Lá Trạng. Để thỉnh Phật tuyên kinh cung minh đỉnh thần tam tứ thủ tiến cống sư trang bái đạo kinh quan như tha hung ngộ bá khí cô hồi. Họ Nguyễn con chúc thánh ngự đồng bắc ghế ông ngồi ở ngôi ngự truyền ông các ông về giá tiền giáo chủ. Ông chấp tờ giấy đã sửa soi thượng tấu đến đỉnh núi hạ chỉ năm cung những người cấp cung cấp sở. Bảo hộ cho Gia Trung Họ Nguyễn còn được lộc tài dựng tiến nhân khang vật tỉnh các bốn cấp tiểu hứa hạng trong ngoan học giỏi. Trong xuống Gia Trung thì trên thuận dưới hoàng được phải bình an cũng nên có suy nghĩ chứng lo thành tư đánh được Gia Trung được ông. Ông lại ban khen cho đồng đền chủ nhang bản tự ban khen cho quan thầy pháp sư cho các đồng quan lính thánh đồng anh những chị Tây Quỳnh Tây Quế tứ trụ hậu dân cung đạt kế hát. Ông ban khen cho bách gia cho họ lộc nhà làm để sám hối để ông nhà được vàng cũng sang quý học. Ngút trời
mây. Thank you.
nương khay đen xe ngà diêm sứ móc tiền chui bằng bằng hộp thuốc ngang thế là vừa ý ông bảy hoàng trên đất Lào Cai. Nàng tư đốt đình nhang chầm đèn thiếu cho tỏ tay ông bảy cầm bốc tiêm sân kéo bánh nguyên tô nàng nằm sân kéo bánh nguyên kéo của sư thuốc lá ông cạnh cạnh tiên ai dám bình tinh nét như mì nàng sâu một con tuấn má về đến đây ông bảy chấm chấm đồng khúc đàn thông cô nàng gầy khúc đàn thông miệng ta tay cô và đàn thú ông nghe đó dâng đi chiếc lườm mà cô nàng ta dâng chiếc lườm mà đôi tay trái chuốt thật thật là cô khéo tay yêu điều ai tay tiếng như cô nàng chi yêu ai tay ba đêm đêm cô nàng mười thật nghĩ đây lưng ông đêm khuya vào giờ tí cô cầm đèn lồng cô bước ra quạt nước pha trà cô mười lượt vào quạt nước pha trà âm tiên bình ngọc tấm hương thành ngày nào cô dâng bài bông mười hai các cô tiên nữ họ giá đôi bên ông gió vàng bát bát hùng binh đánh ông bảy truyền bát bát hùng binh kiệu vàng tan tiên dân ông bảy về bảo hà tâu đối miệt quan xa trấn thủ Nghệ An đi đức hoàng mười trấn thủ Nghệ An thank you.
thơ vẫn tiên yên mượt cành chim hồng xin ông mười soi tỏ xin ông mười soi tỏ tức lòng gió chẳng chẳng nhịp câu cô đem bắt bắt sừng ngân Thank you.
tiếng chim ca hòa trong gió gió bay rộn ràng. Về an thấy lòng xôn xao, nghe danh thơm ông mười nâng vang, xin cúi đầu thắp mộ tuần nhang. Xin quan hòa
trong đền vàng uy nga, nhà khói bay cùng đàn dân tiếng ca, gần xa bách bánh xa theo về nghênh anh đón hoàng ở đồng loan xa. Hoàng chiêu tài cho chúng dân, cho chúng dân trong Nam Việt bình an. Chúc cho hệ bóng đẹp đồng sang, năm tháng an lành cho con gái mình bình yên. Này đại hoàng ba cho các kế trên trần gian, cho những pháp sư văn đàn mọi nàng âu dân. Này ghi ông nhất tâm hoàng gia người vui, vui với đời, vui với tình, vui với đời và vui tiếng cười. Nhớ mãi hôm nay trên chiều quỳnh, mười hai tứ nhân dân quan hoàng ấy ngất ngất ngây trong lòng 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 quan quốc nhà mừng vui vui chúc chung cho về hồng nghề đồng đồng sang một năm ca thánh an lành. Rẽ ánh mây vàng ở trên thượng thiên, rẽ ánh mây vàng cưới con xích kiểu rước ông người về chân thủ nghề an nhàn nhì cùng ngựa lên trời, hàng tơ sóng đổ ngắm ngắm hồ nhiều nhiều hoa thanh giai. Thiên thai là cảnh đồng lai, tấu có đối thượng ở đại tài hai hoa. Bồng hạng vũ oanh ca cao phòng đã dậy bảo toa. Chắc đôi này
chúa cô đôi dáng về đây. Người trần gian con ngắn nhục khốn hay, hiền ấm chưa tỏ hiền chưa con chẳng tường ngày hôm nay. Lê ngon tâm thành về đến bạch thần hồi loan xa, xin cô dáng để cô chữ tâm. Còn họ đâu lại lại cô đầu.
rơi quan sở. Xe giá lên chầu thuận đi đức vua cha, đệ tử cô vô số hàng danh là bóng cô ba. Lên tàu xuống dòng ra tòa, ra tòa phải cùng ý. Quan nơi dô quan nhất như đàn đà quan 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 dô
dăm ba thái nơi khoan khoan hò khoan đỏ thuyền rực rỡ khoan nơi rô rơm lăng áo chẳng hoa khoan khoan rô hò lắt lắt thở thiên khoan hò khoan dân cô đi phạt tuệ khoan nơi rô khoan mười hai cửa bể khoan rô khoan cô bơ với sông trời khoan hò khoan sắc mái trèo ra sông hải hà quan quan vô phán đền dấu quan trang quan quan hò phán cô sự nhớ ra sáng ngày hôm nay quan quan vô phán ở bàn đền đông quan quan hò phán cố bơ trèo đầu quan quan vô phán sao thành thành đô quan quan vô hò sao chơi thấy hùng quan quan hò phán đào chơi quan ấy vô phán xuống sổ tơ quan quan vô phán từ đền đông quốc quan quan vô phán thiên rằng thiên cố quan quan vô phán ta tới bên xa quan quan hò phán tôi đến cô quan quan hò đôi tay cất xin cô bơ mái trèo bơ cô lên bờ khoan hò dô con rào cung đàn hai dây cô đô người cách trở viết phương thank you.
chúng ta chỉ bệnh cô đi cứu sinh cho đời. Tiên cô sầu vâng lời mong thường đi hai thuốc tiên đổ ngược nơi nơi hay non xanh cô bùng đình lên đồi. Sang nghe chim cú thu rừng gọi nhau,
màu phương xa tốt tươi rực rỡ. Đi lên trên ngàn năm qua nhiều hoa, đi lên trên ngàn năm qua nhiều hoa. Sau thương ai yêu thương ai nhiều lòng đó, cả những đêm hương rơi trong rừng sâu, cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu. Để đã tháng ngày tu ban cho tiền tốt lụa dày, đồng đồng cho lắm về đây càng nhiều ý nghĩa. Học nguyện con cứ sớm đi phục thờ, 30 mùng 1 tứ hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Sáu bước ra thì hai hoa cô đi hai trà rừng, cất cao tiếng mô gọi cái rừng ơi, cái rừng ơi, trần gian ơi, cô về đây thôi, thanh đồng ơi, đón cô về đây chơi. Yeah, we're
cảnh của bảo giá sư ra rồi tôi đây giáng ngự đền xong vô nguyên xưa chú kính đa cô bên đáy chín riêng có hầu mơ toàn. Mẫu xài cổ xuống xương gian tự động hồn xưa gian tự thuyền cung cung cung. Hai hoa hát ngọc hầu cung bơ tòa tuổi vừa mười chín đôi mươi. Sáu nan xương có đôi quạt, bà sáu nan xương cố cầm mà lên quạt, cô chín lại thương các thanh nhĩ đồng tình tang là tình tang tình a tang tình tình tang. Thank you.
sắc sắc nước hương trời đã trong yêu kính lại hoàng gần gần chuyên đôi trung nguyên ngày thường nâng rất ví so bằng vàng ngọc bầu ra tạo tận nội trợ thể ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bay biểu sồn chiều cả vang đi tay cưới đề bạc dùng vàng bán cho trăm họ đường giàu sang đời đời bán cho trăm họ đời đời giàu sang thank you.
xét bản đền tụng về khám xét bản đền xem là đệ tử khói nhang thế nào cùng từ đi nam khai quang dòng nhan thần quang minh chiếu từ từ a di đà cũng giang thi phù hoàng thánh chưa tiến cùng dặm xa dãi đường đầu đi muôn dặm xa xa thanh nhàn tay thảo cút đi hoa đi bài nhạc nhựa đi về vang xa nhạc nhựa đi về xa rời cất cửa một thôi không về phố cát đồi nam đoàn tây ra bản đền một tràng pháo tay.
hội đã tan rồi chia tay thôi cậu ơi. Ngồi trên ngôi cao cầu thương thương hành động, đến hẹn lại lên cầu ơi đừng quên nhé. Chúng con mong chờ cậu hoàng lại về đây, chúng con mong chờ cậu lại sớm về đây. Cậu nở nụ cười chia tay người trần gian, hẹn đến vần sau cậu bé tôi lại về. Hẹn đến vần sau cậu ơi đừng quên nhé, chúng con mong chờ cậu hoàng sớm về đây.